Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn của kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Theo dòng sử Việt. Và thưa quý vị, con thuyền lịch sử của chúng ta đang trôi về thế kỷ 15, thời đại nhà Hậu Lê ở giai đoạn Lê sơ. Và nói về những ông vua của giai đoạn này thì có rất nhiều chuyện để nói. Ví dụ như hai ông vua đầu triều Lê sơ là lê thái tổ và lê thái tông thì đã có một câu ca giao rằng đời vua thái tổ thái tông thóc gạo đầy đồng châu chẳng buồn ăn những câu đó những ý tứ đó muốn nói rằng đây là một thời kỳ thịnh trị và hình ảnh của những vị vua thái tổ thái tông hiện lên rất là rõ vua thái tổ Lê Thái Tổ, tức là Lê Lợi, chính là người anh hùng Lam Sơn, người đã đánh tan quân Minh, kết thúc 20 năm Minh thuộc của dân tộc để mở ra cả một thời kỳ lịch sử mới. Vai trò của vua Lê Thái Tổ vì vậy thể hiện rất lớn, thể hiện rất đậm nét trong lịch sử quân chủ chuyên chế Việt Nam. Vua Lê Thái Tông được cho là tiếp nối những thành tựu của vua Lê Thái Tổ. Nhưng đến thời vua Lê Thái Tông thì chúng ta đều biết lại xuất hiện vụ án lệ chi viên. Một vụ án mà sau đó Đức Vua đã băng hà dẫn đến đại họa của Nguyễn Trãi Chu Di Tam Tộc. Thưa quý vị, sau khi Vua Lê Thái Tông nằm xuống thì lịch sử có những bước ngoặt và từ bước ngoặt đó mà một vị minh quân là Lê Thánh Tông đã xuất hiện. Lê Thánh Tông không chỉ là minh quân đặt trong sự soi chiếu của thời đại nhà Hậu Lê mà suốt 37 năm trị vì của mình, Lê Thánh Tông đã để lại rất nhiều những công lao to lớn cho dân tộc. Và ông được đánh giá là một trong những vị minh quân Tức là những ông vua sáng suốt nhất Tư chất nhất Vì dân nhất Trong lịch sử quân chủ chuyên chế Việt Nam Tuy nhiên Đường lên ngôi của vua Lê Thánh Tông Hết sức gập gành Bởi vì sau khi vua Lê Thái Tông nằm xuống Trong vụ thảm án lệ chi viên Thì người lên ngôi lúc đó Chưa phải là Lê Thánh Tông mà là thái tử bang cơ lúc đó thì bang cơ mới có một tuổi và lên ngôi từ rất sớm nhưng theo nhiều nguồn sử thì thái tử bang cơ sau đó cũng là một ông vua tư chất một ông vua thương dân coi trọng nho giáo và chăm lo cho đời sống của vương triều mình tuy nhiên một đại bi kịch đã xảy ra khi mà năm 18 tuổi thì lúc đó vua đã bị anh cả của mình là Lê Nghi Dân sát hại, cướp ngôi. Đến lúc này thì lịch sử diễn ra một cuộc đổi ngôi bất thường. Tuy nhiên Lê Nghi Dân cướp ngôi được 9 tháng thì lại xảy ra một binh biến mới trong cung đình nhà Lê. Đó là hai vị đại thần là Nguyễn Xí và Đinh Liệt đã lập tức giết Lê Nghi Dân để lập lại triều chính mới. Sau khi giết Lê Nghi Dân và lập triều chính thì thì Nguyễn Xí và Đinh Liệt đã mời Lê Khắc Xưởng lên ngôi. Nhưng Lê Khắc Xưởng không lên ngôi. Lúc đó Thái tử Lê Tư Thành mới được mời đến. Và lúc đó thì thái tử Lê Tư Thành lên ngôi năm 18 tuổi, đó chính là vua Lê Thánh Tông. Như vậy là đường lên ngôi của vua Lê Thánh Tông là khá gập ghềnh. Và như vậy, ông chỉ là những phương án mà nói theo ngôn ngữ của ngày hôm nay đó là những phương án dự bị của dự bị mà thôi nhưng chính một phương án 2, một phương án 3, một phương án dự bị như vậy đã tạo ra những khúc hoan ca thịnh trị trong dòng chảy của lịch sử dân tộc Việt Nam. Có rất nhiều điểm để nói về vua Lê Thánh Tông, nhưng có lẽ người ta thường nói về ba điểm lớn nhất. Một là ông chính là người đã xem lại vụ án lệ chi viên để rồi sau đó đã minh oan cho nguyễn trãi trong clip thảm án lệ chi viên bi kịch của người anh hùng nguyễn trãi chúng tôi đã ít nhiều nói về chuyện này rằng khi còn là thái tử thì vua lê thánh tông cùng mẹ mình đã bị một bà phi là bà nguyễn thị anh âm mưu sát hại nhưng mẹ con của thái tử tư thành đã được nguyễn trãi và người thiếp của nguyễn trãi là nguyễn thị lộ kiêu mang cho vào chùa ẩn náu nhờ thế thoát được cơn hoạn nạn cho nên nhiều người cho rằng sau khi trở thành vua thì vua lê thánh tông minh oan cho nguyễn trãi cũng là một cách để trả ơn cho nguyễn trãi đấy là một cách nhìn và cách nhìn đó có thể có tính có lý của nó nhưng cũng có một cách nhìn khác với những tính có lý khác đó là bên cạnh những câu chuyện cá nhân thì một vị minh quân cũng nhìn lại được tâm hồn tầm vóc của một đại công thần như nguyễn trãi cho nên không chỉ minh oan cho nguyễn trãi mà bằng cảm xúc của mình bằng tầm nhìn của mình bằng những năng lực nhận thức của mình. Vua Lê Thánh Tông còn tặng Nguyễn Trãi một câu bất hủ. ức trai tâm thượng quang khuê tạp. Chúng tôi biết là có nhiều cách hiểu câu thơ này khác nhau. Có cách hiểu thì cho rằng Lê Thánh Tông ví tấm lòng của Nguyễn Trãi sáng vằng vặc như ngôi sao khuê giữa trời. Lại có một cách hiểu khác là sao khuê là sao chủ về văn chương cho nên ức trai tâm thượng quang khuê tảo là nói về tài văn chương của nguyễn trãi mà thôi tuy nhiên thay vì xa đà tranh cãi vào những cách hiểu khác nhau thì chúng tôi thấy rằng hiểu theo cách nào hiểu theo nghĩa nào thì nó cũng thể hiện một cái nhìn của người hậu thế lê thánh tông về một bậc đi trước của mình đó là công thần nguyễn trãi và với việc minh oan cho nguyễn trãi trả nguyễn trãi về đúng vị trí của lịch sử và với việc cho tìm lại tập hợp lại những tác phẩm của nguyễn trãi lê thánh tông đủ cho thấy một tầm vóc văn hóa một tầm nhìn rất là lớn và sâu sắc của mình thưa quý vị dấu ấn thứ hai của vua Lê Thánh Tông trong dòng chảy lịch sử dân tộc đó chính là dấu ấn về giáo dục. Không phải đến thời Lê Thánh Tông thì những khoa thi mới xuất hiện ở Việt Nam. Trái lại, những khoa thi đó đã xuất hiện từ thời Lý và cũng từ thời Lý mà văn miếu quốc tử giám đã được khởi dựng. Nhưng phải đến thời vua Lê Thánh Tông thì những tấm bia tiến sĩ mới chính thức được khởi dựng ở trong văn miếu và chúng ta không quên rằng khi giao cho sử thần thân nhân trung soạn một bài văn để mà dựng bia tiến sĩ ở văn miếu thì vua lê thánh tông đã nhấn mạnh vào việc phải coi trọng nhân tài cho nên trong văn bia đó sử thần thân nhân trung đã viết một câu bất hủ đó là hiền tài quốc gia chi nguyên khí tức là hiền tài là nguyên khí của quốc gia câu nói ấy xuất hiện vào thời của vua lê thánh tông nó cho thấy nhà vua coi trọng người tài nó cho thấy nhà vua coi trọng giáo dục và nó cho thấy nền văn hiến của Đại Việt ở thời kỳ đó đã được nhấn mạnh và phát triển tới nhiều nào. Thưa quý vị, những tấm bia tiến sĩ ở Văn Miếu sau đó đã được công nhận là di sản tư liệu thế giới vào năm 2010, năm mà Hà Nội kỷ niệm một nghìn năm thăng long Hà Nội. Cho nên ý nghĩa của việc cho dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu là điều vô cùng quan trọng, là điều vô cùng sâu sắc mà một vị minh quân như Lê Thánh Tông đã tạo nên. Thưa quý vị, dấu ấn thứ ba của vua Lê Thánh Tông chính là việc dưới thời của ông, sau khi vua tôi đã cân nhắc đi cân nhắc lại, cân lên đặt xuống, thì cuối cùng đã hoàn thiện được một bộ luật đã được khởi dựng từ thời vua cha đó là bộ luật hồng đức đã có rất nhiều những bài viết đã có rất nhiều những tư liệu nói về giá trị của bộ luật hồng đức ở đây chúng tôi chỉ muốn nói ngắn gọn rằng nó là một bộ luật để trị nước và theo đánh giá của phan huy chú thì bộ luật ấy là một mẫu mực trong việc trị nước có rất nhiều nội dung khác nhau của bộ luật đó ví dụ như quốc gia luôn luôn chủ động trong việc ứng phó với các nước xung quanh ví dụ như sẽ phải xử phạt xử tội những người mà đã vi phạm pháp luật theo cách nào nhưng nó toát lên một tinh thần rằng đấy là một bộ luật nghiêm trị nhưng nhân văn và đấy là một bộ luật coi trọng đến quyền lợi của những con người yếu thế trong xã hội. Điều mà đến tận bây giờ chúng ta vẫn có thể học hỏi và phát huy. Ví dụ trong bộ luật Hồng Đức, con gái mà thấy chồng chưa cưới của mình có ác tật thì có thể kêu quan để mà trả lại đồ xính lễ. Ví dụ trong bộ luật Hồng Đức, nếu như người chồng mà không chăm sóc cho vợ mình trong vòng 5 tháng thì vợ có quyền kêu quan để mà đòi ly hôn. Trong trường hợp mà hai vợ chồng có con thì thời hạn không phải là 5 tháng mà là 1 năm. Như vậy là ở thế kỷ thứ 15 trong cái bối cảnh ảnh hưởng bởi tư tưởng nho giáo thì bộ luật Hồng Đức đã có rất nhiều điểm tiến bộ. Những điểm mà nhiều bộ luật trước nó và sau nó không chạm tới thưa quý vị nếu phải kể một dấu ấn nào đó cuối cùng của vua lê thánh tông thì đấy chính là dấu ấn đối với sự phát triển của nền văn học bởi vì chúng ta không quên ông cũng là người cho lập hội tao đàn để mà vua tôi sướng họa thi ca tất nhiên những buổi sướng họa thi ca đó là để ca ngợi vẻ đẹp của đất nước là để ca ngợi công lao của những bậc minh quân dựng nước trong lòng dân tộc. Năm tháng qua đi, những ý nghĩa của hội tao đàn trong dòng chảy văn chương, trong dòng chảy thi ca của dân tộc thì chắc chắn vẫn còn mãi mãi. Thưa quý vị, nói đến nhiều vị vua chúa Việt Nam, người ta thường nói đến những chiến công đánh giặc. Ở một đất nước mà thời gian đánh giặc nhiều hơn thời gian hòa bình ở một thời kỳ quân chủ chuyên chế mà thời gian giữ nước được nhấn mạnh không kém gì thời gian dựng nước thì hình tượng những ông vua đánh giặc trở thành một hình tượng mẫu mực trở thành một hình tượng lớn lao trở thành một hình tượng điển hình trong bối cảnh đó thì một vị minh quân như lê thánh tông được nhấn mạnh lại ở những khía cạnh giáo dục, ở những khía cạnh luật pháp, ở những khía cạnh văn chương, ở những khía cạnh phát triển quốc gia. Thời gian trị vì của vua Lê Thánh Tông lên đến 37 năm. Và đấy cũng là một thời gian trị vì đủ dài để ông tạo ra những tầm ảnh hưởng hết sức nhân văn của mình vào triều chính và ghi những dấu ấn chói sáng trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, cho nên điểm lại những ông vua thời hậu Lê, chúng tôi đã điểm lại một cách trọng tâm nhất, nhấn mạnh nhất về thời của vua Lê Thánh Tông. Hy vọng những sự điểm xuyết hết sức cơ bản đó cũng giúp những quý vị, đặc biệt là những quý vị khán giả trẻ trên kênh YouTube nhà báo Phan Đăng hiểu hơn về một bậc minh quân trong lòng dân tộc chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi clip của chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi luôn luôn cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong những clip lịch sử của chuyên mục theo dòng sử việt trên kênh youtube của chúng tôi hy vọng chúng ta nói về lịch sử để yêu lịch sử hơn để trân trọng những giá trị mà ông cha để lại nhiều hơn và sâu sắc hơn xin chào và hẹn gặp trở lại quý vị vào những clip lịch sử tới đây